Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào các anh, lúc này là buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tiếp theo chuyến hàng lúc nãy chúng tôi chuyển đi Cẩm Phả, thì chúng tôi hiện nay là các bác từ xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đang về lấy chiếc mặt sập. Nào nâng lên đi, cho lên đi, bác ơi, bác lên đỡ đi. Đây là chiếc sập Ngũ Phúc Tùng Lộc, và mặt của nó là 1m6 x 2m. Hầu như các cái mặt sập ở Đồ Gỗ Đức Hiền đều được chọn vân rất là đẹp. Rồi. Đấy, hai bác lên lựa lựa. Đấy. Không phải kéo mà ấy, có trong kia có xốp rồi. Không vừa cái này. Hơi nghiêng đi. Kia trong kia có chăn rồi, trong kia có chăn rồi. Giải cả chăn đi ra. Rồi, cứ giải ra. Xếp hạt đầu tiên. Bây giờ này nhá. Lật về đằng đấy được. Lật về bên đấy được. Lật về đằng đấy. Cho vào dần. Bây giờ này bác ơi, quan trọng nhất có một cái chùm bên trên cho nó khỏi sợt, nó muốn vào đâu nó vào. Trên này là quan trọng mà. Đấy. Rất nhiều chăn luôn. Nhà mình thế là đấy là thôn gì anh ơi? Thôn Sơn Thanh á? À, thôn Thượng. Thôn Thượng Thanh. Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai ngày xưa là nổi tiếng với bia Kim Bài và kem Kim Bài. Xã Thanh Cao là gần Bình Đà anh hay gần đâu? À, sát Bình Đà luôn đi. Bình Đà là quê hương của Pháo, nhưng mà từ cách đây chừng độ 20 năm nay là đã bị cấm pháo và đã chuyển sang nghề, rất nhiều nghề khác. Hôm trước tôi cũng chuyển một chiếc sập vào làng Quách xã Bình Đà. À, bây giờ cho lấy bộ dạ ra đi. Chú Long ơi, bộ dạ hôm trước mình tháo đấy. Rồi tôi lấy bộ dạ trong cùng đấy, mang em xe vào đẩy đấy. Một giác là hết sạch luôn. Con xe với chăn này. Đây. Cái này đặt trồng. Tha hồ, một giác là đủ hết luôn. Rồi ra đây, rồi đây sẽ xê cái mặt. Đây tôi biên sẽ xê cái mặt đấy. Đấy không phải, đâu không phải đâu. Đấy là mới đấy. Một bộ đầy đủ nó ở trong kia. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C chúng tôi. Hôm trước chuyển một cái về làng Quách ấy. Làng Quách về làng Anh còn xa không? Ôi trời, cái dây đấy không được anh ơi. Cái dây này là an toàn hơn này. Báo cáo quý vị là hiện nay ở Đồ Gỗ Đức Hiền vẫn đang còn 50 chiếc sập lắp sẵn. Có lẽ lên lúc này là hơn 50 cái rồi. Trong đó có gỗ gụ, gỗ cẩm lai, gỗ chắc, tất nhiên là chắc Nam Phi. Đây, gỗ chắc Nam Phi chúng tôi đây. Bởi gỗ mùn ông của là. Không biết để thế không được, đặt cái mặt phải xuống. Đặt mặt phải úp xuống, xong rồi đến mặt. À, thế à? Chân đâu? Cho cái lên, cho cổ lên nữa này.
như biểu diễn thời trang này. Tạm biệt quý vị, xin quý vị liên lạc với Đỗ Hiền theo số 0984 666 999 hoặc là Zalo, Viber 0967 666 111. Tạm biệt quý vị.